Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Võ Thuật Mã Thanh Thịnh. Và để tiện cho các bạn theo dõi thì video của mình sẽ được up vào 17:30 mỗi ngày. Và nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh của mình thì hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên kênh của mình nhé. Và nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và mình đang đặt mục tiêu 10.000 người đăng ký cho hôm nay. Và rất cần sự ủng hộ từ các bạn. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách bấm nút đăng ký nha. Ở video trước mình đã giới thiệu cho các bạn về các bộ thủ trong võ cổ truyền Việt Nam, bao gồm bộ sơn và bộ trưởng. Trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về bộ đao. Bộ đao thì mình sẽ đánh bằng cạnh bàn tay, cạnh trong và cạnh ngoài, bao gồm những động tác như khai đao, giáng đao, đạt đao, đảo đao, đăng đao và hậu đao. Một động tác nữa là khóa đao. Bạn chú ý những động tác này mình sẽ tập 10 lần. Nghiêm là tấn, trung bình tấn, khai đao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục giáng đao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo sẽ là đạt đao, chúng ta cũng sẽ thực hiện 10 lần. Bạn chú ý đập tấn, trung bình tấn, chúng ta sẽ chém cạnh tay từ trong ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo sẽ là đảo đào 1. Chúng ta đưa tay lên cao ngang vai, gạt ngang về phía trước. Chuẩn bị 1, 2, 3. Thả lỏng vai tới nơi gạt lại 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó là đảo đao. Và tiếp theo mình sẽ là đăng đao. Chúng ta sẽ đánh bằng cạnh trong của bàn tay, đánh từ dưới lên. Chú ý đập tấn, trung bình tấn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tấn. Động tác tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn đó là động tác khóa đào. Chúng ta sẽ để tay vuông góc, đánh từ ngoài vào. Động tác này sẽ có trong bài căn bản công số 2, bài căn bản công 36 động tác. Bài chú ý tấn, trung bình tấn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tấn. Và động tác cuối cùng trong video hôm nay đó là hoành đao. À xin lỗi các bạn. Và động tác cuối cùng trong video hôm nay đó là hậu đao. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn động tác cuối cùng ở bài học hôm nay đó là hậu đao. Các bạn chú ý tập tấn,
Trương Bình Tấn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bình Tấn. Và bây giờ mình sẽ đổi hướng cả để cho các bạn cùng tập nha. Bộ đao vị của bài học nghỉ ngày hôm nay mình sẽ nghiêm đổi hướng cho các bạn theo dõi nha. Trung Bình Tấn khai đao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dán đao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đảo đào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bạc đào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đăng đào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khóa đào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hậu đào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Và đó là tất cả nội dung của tập ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đón xem. Và nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là muốn mình làm thêm về video nào đó thì các bạn hãy comment dưới phần comment cho mình nha. Và các bạn nào coi thì nhớ để tên lại cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại ở những video sau.